Tôi đang có mặt tại đường chính Nam Lào, cách cửa khẩu Lao Bảo khoảng 60 cây số nữa, và bắt đầu từ đây về phía Việt Nam, thấy được dãy Trường Sơn, nhìn từ phía tây về phía đông. Chút xíu nữa đến cửa khẩu Lao Bảo, chúng tôi sẽ từ từ cắt ngang qua dãy Trường Sơn, bước đi vào lãnh thổ Việt Nam. Và hiện nay bên Lào trời có nhiều mây mưa, với câu ca là Trường Sơn đông nắng tây mưa, thì không biết là một hồi nữa tới Lao Bảo qua Quảng Trị, thì nếu mà bên Quảng Trị trời nắng thì đúng là nó phản ánh hai thái cực giữa dãy Trường Sơn phía đông và phía tây đối nghịch nhau, một bên là mưa một bên là nắng. Và quốc lộ 9 đường đi rất tốt, chạy tốc độ khoảng 80 đến 90, và còn khoảng gần một tiếng nữa chúng tôi sẽ đến cửa khẩu Lao Bảo. Hẹn gặp lại quý vị.